Hồ Thiên Nga được mệnh danh là trái tim của khu đô thị xanh Eco Park bởi vị trí trung tâm đắc địa và quy hoạch cảnh quan ấn tượng. Hồ nằm ngay khu biệt thự đảo Eco Park Grand The Island và khu Aqua Bay, cách khu chung cư rừng cọ 1,5 km. Là trái tim của khu đô thị Eco Park nên công viên Hồ Thiên Nga được chăm chút tỉ mỉ và kỹ lưỡng, đủ sức hấp dẫn để níu chân du khách. Với concept thiết kế xanh hơn resort, Eco Park mong muốn Hồ Thiên Nga là điểm vui chơi, thư giãn cho cả gia đình vào thời gian rảnh, ngắm nhìn đàn thiên nga và cảm nhận không gian xanh bên hồ. Hồ Thiên Nga là trái tim của cả khối khu đô thị Eco Park. Những thiết kế cảnh quan và chiếu sáng ven hồ cần được chăm chút, tăng sự kết nối cảm xúc và trải nghiệm cho cư dân. Yếu tố chiếu sáng tạo cảm xúc là vấn đề được Eco Park đặc biệt quan tâm khi lựa chọn đơn vị cung cấp hệ thống chiếu sáng. Kèm với đó là các tiêu chí về chất lượng, khả năng kháng bụi nước và độ an toàn do đèn sẽ được lắp đặt ngoài trời và ven hồ. Từ đề bài của công viên Hồ Thiên Nga, khu đô thị Eco Park đưa ra, Fogarty LED Lighting đã đưa ra phương án chiếu sáng phù hợp cho khu vực cầu phao đi bộ và khu vực công viên xanh quanh hồ. Hệ thống đèn World Watcher, đèn chiếu H, đèn trụ, đèn HK được kết hợp và đưa vào công trình chiếu sáng. Màu sắc ánh sáng ấm và cường độ vừa phải, không gây khó chịu cho mắt và giảm tối đa ô nhiễm ánh sáng. Fogarty đề cao vấn đề chiếu sáng tạo cảm giác thư giãn, thoải mái cho cư dân sinh hoạt tại và xung quanh công viên. Các sản phẩm đèn LED cũng được lựa chọn kỹ càng trước khi đưa vào công trình nhằm đảm bảo tính an toàn trong quá trình sử dụng. Toàn bộ đèn có chỉ số chống bụi và nước từ IP65 đến IP67. Điểm sáng của hệ thống chiếu sáng chính là dàn LED World Watcher được bố trí dọc cầu phao đi bộ, tạo cảm giác lung linh huyền ảo mỗi buổi tối, để lại trong lòng du khách một Eco Park tuyệt đẹp và ấn tượng. Fogarty, sáng mừng cuộc sống mới.